Ok, hãy chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Giang Ú đây và đây là video cùng chơi game Pokemon Black 2. Ok, ở video này mình sẽ nói về 4 con Pokemon huyền ảo, vì các huyền thoại mình đã bắt khá là nhiều rồi. Video này sẽ nói về huyền ảo thôi nhé. Và 4 con huyền ảo này thì đều là 4 event của Nintendo, nên chúng ta không thể bắt theo cách thông thường được mà phải dùng code hack. Ok. Rồi, đó là Meloetta, Genesect, Dioxyd và Keldeo. Rồi, chúng ta sẽ điểm qua từng con nha. Đầu tiên là Meloetta. Tính cách điềm tĩnh. Đặc tính là Serene Ray. Tăng khả năng ra hiệu ứng phụ của chiêu. Ok, tức là những chiêu nào mà ví dụ mà đánh có khả năng gây ra tê liệt, gây ra bỏng lửa, gây ra trúng độc thì con Meloetta này sẽ làm tăng cái khả năng gây ra những cái sát thương đó, gây ra những cái hiệu ứng đó. Ok, rồi công thủ phép cao, tốc độ cũng ổn, chỉ có điều là công vật lý và hữu vật lý thì hơi yếu. Ok, 4 chiêu Telekinesis, dùng siêu năng lực làm đối phương lơ lửng trong 3 lượt, trong lúc này tấn công đối phương sẽ dễ trúng hơn. Ok, tăng khả năng đánh trúng. Rim Eater, hệ tâm linh, 100 sát thương phép, ăn lấy giấc mơ của đối phương đang ngủ, một nửa sát thương gây ra sẽ được chuyển thành HP cho Pokemon sử dụng. Tức là chiêu này phải chỉ dùng được khi mà Pokemon của đối phương đang trong trạng thái ngủ. Ok. Focus Blast, 120 sát thương phép hệ giác đấu, tấn công, tập trung sức mạnh tâm linh, sau đó giải phóng năng lượng cực mạnh. Đòn này còn có khả năng làm giảm chỉ số phòng thủ phép Sing, làm cho đối thủ bị ngủ. Ok, một em. Tiếp Genesect, tính cách cứng cỏi, thì mới level 15 thôi cho nên chỉ số thì còn hơi yếu. Đặc tính là Down Loss, điều chỉnh sức mạnh theo phòng thủ của đối phương. 4 chiêu Techno Blast, 85 sát thương phép hệ thường, bắn ra một tia sáng mục tiêu. Hệ của chiêu thức phụ thuộc vào hệ của chiếc Drive mà Pokemon này đang mang. Mình chưa cho nó mang Drive nào cả. Magnet Bomb, tung bom sắt gắn chặt vào đối phương, đòn này không thể trượt. 60 sát thương vật lý hệ thép. Solar Beam, 120 sát thương phép hệ cỏ, chiêu này là đã quá quen rồi, xuất hiện từ những gen đầu. Nhưng mà sau khi sử dụng chiêu này thì sẽ phải tích tụ năng lượng trong một lượt tiếp theo. Nếu như có hiệu đang có cái thời tiết là sunny day, trời nắng thì không cần tích năng lượng nữa, có thể dùng được luôn. Siết nổ beam, 75 sát thương phép hệ bọ, có thể là mục tiêu bị choáng. Ok, hai em. Tiếp theo là Dioxyd, tính cách khinh suất. Thì cái này là chỉ là một dạng thôi, lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay đổi dạng cho Dioxyd. Ok, đặc tính Pressure, khiến đối phương dùng BB nhiều hơn bình thường. 4 chiêu Psycho Boost, tấn công bằng tất cả sức mạnh đang có, sau khi sử dụng sẽ bị yếu, giảm chỉ số tấn công phép. Ok, khá mạnh nhưng mà khi dùng xong thì bị yếu đi. Zap Cannon, 120 sát thương phép hệ điện, giải phóng năng lượng điện của đối phương như một viên đạn, gây sát thương và làm tê liệt. Nhưng mà chiêu này chỉ có 50 chính xác thôi cho nên là tỷ lệ đánh trúng khá là thấp. Iron Defense, tăng phòng thủ. Extreme Speed, 80 sát thương vật lý hệ thường, đòn này thì luôn đi trước giống như là Quick Attack. Rồi, còn cuối cùng Keldeo, tính cách điềm tĩnh, đặc tính Justify, tăng tấn công khi bị chiêu hệ đất tấn công, cũng level 15 thôi. 4 chiêu Aqua Jet là nước phản lực, đòn này chắc chắn tấn công trước nhưng mà chỉ có 40 sát thương vật lý, Lia giảm phòng thủ, giảm phòng thủ. Ok, Double Kick, 30 sát thương vật lý hệ giác đấu, chiêu này thì khá là yếu ha. Bubble Beam, 65 sát thương hệ nước, làm giảm tốc độ của đối phương. Ok, rồi thì cách ép code và lấy code ở đâu mình sẽ để ở phía bên dưới video này trong phần mô tả, các bạn mở ra để mà lấy code nha. Và cả 4 con này đều có event, đều có cái sự kiện ở trong game và mình sẽ lần lượt làm sự kiện của từng con. Đầu tiên là Meloetta, chúng ta sẽ bay đến nhiệm vụ của Meloetta là làm trong chính thành phố này luôn, không cần phải bay đi đâu cả. Chúng ta sẽ đến cái quán cà phê. Đây, ở đây chúng ta sẽ thấy quán cà phê Sonata. Chúng ta sẽ vào đây. Có một ông đang chơi đàn guitar ở đây, chúng ta nói chuyện với ổng. Cậu đem cho tôi cảm giác của một ký ức mong manh xa vời từ rất lâu. Đó là bài mà mẹ tôi rất thích. Ok.
Meliota nhảy ra khỏi Pokeball. Đấy, thì Pokemon này sẽ nhảy theo điệu nhạc của cái ông nhạc công này. Ok. À, chờ chị ấy nhảy một bài ha, tóc cũng thay đổi luôn. Ok. Meliota. Meloeta chứ nãy giờ mình đọc sai hả? Meloeta. Đã nhớ lại bài thánh ca mà nó quên. Sao lại gọi là nó nhỉ? Meloeta muốn học chiêu Relic Song. Ok, xóa một chiêu để học Relic Song. À, Pocket Blasting. Mình sẽ bỏ chiêu này. Học Relic Song. Mẹ tôi từng kể cho tôi nghe về một con Pokemon có thể hát và nhảy nhẹ nhàng đến nỗi ai cũng gần, ai ở gần cũng cảm thấy ấm áp. Đấy, nó nhảy nãy giờ trước mặt ông mà ông không biết. Chị ấy nhảy nãy giờ trước mặt ông mà ông không biết. Nhờ cậu và Meloeta, những kỷ niệm nơi sinh ra lúc thơ ấu, hát cùng khi thu hoạch trái cây xong. Ok. Rồi, tiếp theo là event của Keldeo. Chúng ta sẽ bay về thị trấn Lossessi. Tới event của Keldeo. Từ đây chúng ta sẽ đi thẳng lên trên. Ủa, từ từ, coi chừng nhầm nha. Tèo, tèo, vô cái sân bóng nè, đấy. Quẹo vô cái đường này. Đó, đây có một cái khe núi, có một cái dấu giống như một cái ngôi sao. Chúng ta sẽ gọi Keldeo ra. Thì Keldeo chính là một trong bộ tứ kiếm sĩ của vùng Unova. Nhưng mà ba anh em của nó thì là huyền thoại, riêng nó là huyền ảo. Bốn con thì con bé nhất là huyền ảo. Ok. Học chiêu Secret Sword. Đó, thanh kiếm bí mật. Bỏ chiêu Double Kick đi. Đó, sau khi học được Secret Sword á thì cơ thể của Keldeo cũng thay đổi luôn. Đó, từ cái sừng ngắn đấy, mọc thành cái sừng dài. Ồ, quá ngầu luôn em. Đó, hai em. Rồi, tiếp theo là tới event của Genesect. Chúng ta sẽ đến con thuyền của team Lasma. Ok, chúng ta đến con thuyền của team Lasma. Oh my god. Mark Rebel. Từ đây tới con thuyền cũng hơi bị xa nha. Eo eo. What the, đã xài Mark Rebel rồi mà. À, mình để con này trên đầu. Ghê thiệt. Quên, phải để con level to to lên. Rồi.
tưng tưng. Ủa, nhầm. Ok, bơi qua luôn. Eo eo. Bơi qua luôn. Xài tép. Tết tè. Quá. Quất luôn đi, con này điểm khá nhiều nhưng mà level nó thấp quá, không biết được cao điểm không đây. Lãi 3.400 quá ngon. Sắp tới rồi. Eo eo. What? Đúng đường không trời? À đúng đường rồi, ngon. Đây, chúng ta sẽ vào căn nhà này chứ không có lên thuyền nhé. Đấy, vào xong thì ông tiến sĩ này ông sẽ ngay lập tức ông nhận ra mình đang có con Genesect trong người. Đấy. Ông nói là con đấy là Pokemon mạnh nhất trong lịch sử. What? Ok, ổng nói là ổng biết bí mật của Genesect, nhưng mà ổng chỉ nói cho mình biết khi mà mình chịu đấu với ổng mà thôi. Ok. What the hell, 34 yếu vậy cha. Special. Lên đường. Đẹp. Lại là clan. Clan. À con này con tiến hóa rồi. Lên đường. Xong. Đấy, ông cho mình cái shot. Right, cái này là để cho con Genesect nó cầm nè. Nhận được thêm cái bên Right nữa. Ok, mình thử gắn vào nha. What the, nhiều đồ quá. Đấy, biến đổi chiêu Technoblast. Technoblast của Genesect thành một chiêu hệ lửa. Cái này là biến thành chiêu hệ điện. Ok, mình thử gắn cái này vào. À, vậy là chiêu này nó sẽ biến thành chiêu hệ điện trong trận đấu đúng không? Ok, mặc dù bình thường là nó là hệ thường. Ok, rồi cuối cùng là event của Dioxide. Chúng ta sẽ bay về trấn nào nhỉ, thành phố Dryston. Phải đây không ta? À không phải đây. À, ở thành phố Negren mới đúng. Ok, chúng ta sẽ vào viện bảo tàng. Nhớ đem thằng Dioxide theo nhé. Thank you.
Đấy, Deoxys đã tiếp cận được với mẫu thiên thạch. À, bạn có muốn đưa con Deoxys đến gần với cái mẫu thiên thạch này không? Và Deoxys đã chuyển thành thể tấn công. Đấy. Đó. Đây là thể tấn công nè. Đó, tấn công cực cao nhưng mà là phòng thủ lại cực thấp. Ok, đổi tiếp. Đó, chuyển thành dạng phòng thủ. Đó. Phòng thủ cực cao nhưng mà tấn công lại ý ẹ. What the... Ok, dạng cuối cùng. Đây, chuyển thành dạng tốc độ. Ôi, nhầm. Đây là hình dạng tốc độ nè. Đó. Tốc độ cao nhưng mà những cái chỉ số còn lại thì trung bình. Rồi nếu mà ta cho nó tiếp cận lại một lần nữa thì nó sẽ quay lại hệ dạng cân bằng như là dạng lúc đầu á. Đây, ok. Rồi, vậy là xong event của 4 con huyền ảo. À, có lẽ là video sau mình sẽ tái đấu Tứ Thiên Vương và Champion để kết thúc cái series này luôn. Nếu các bạn thấy video này của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, hãy chia sẻ cho bạn bè, share lên Facebook, share lên các group Pokemon giúp mình. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với kênh Giang Ú Gaming của mình thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yeah.